Hiện giờ tao đang thấy là một màu đen tối. Thằng nào cũng vậy, nó là tao đang bị xe mang thôi. Không cần chỉnh thì đời cũng nói tao là dân đen rồi. Nên tụi mày có diễn thì phải giống trong phim, lúc nào cũng là nỗi đau tột đỉnh mà kẻ thù đã mang tới. Còn thằng ơi, tao là thằng đĩ, nhưng tụi mày đéo có xứng đáng để tao được chọc khi hết phần đời còn lại. Rồi ai sẽ nói tụi mình đã từng bạn? Lúc tao về nhà thì cha mẹ tao vẫn còn thức và ngồi đó nhìn tao cười gượng và nói câu dù Phật hay Chúa thì cũng không rửa tội nó. Thông thường họ nói hoạn nạn hay gọi đến, nhưng lúc nó lo tao đang lớn, một tiếng hỏi thăm tao còn chưa có thì mày nghĩ sao nữa họ mày ngơ. Bị đến giả tạo làm tao mệt mỏi và có thể chưa đủ để diễn tiếp tập sau. Và mày nên làm những điều còn lại, điều mày thích khi không có mặt tao. Vấn đề của mày bây giờ là nhất một cái dư luận không ngừng nghỉ. Nhiều lần phạm lỗi mày không suy nghĩ mà còn theo bước chân cũ mày từng đi. Thế gái thì mày tạo vài nét, mày bôi mày chét vào anh em. Mày sống như vậy thì nó sẽ ra sao nếu tao và mày không anh em? Là một cú đấm hay lời nói, đưa cái trí thức này vào não, cho cái suy nghĩ mày dừng lại để sau này mình có thể chờ nhau. Tao quá mệt mỏi để nói về cái chuyện tình nghĩa mày ban cho, mà nên nghĩ lại chuyện mình làm và nên trân trọng những gì mày đang có đi. Còn cái chết, định nghĩa của tao hôm nay thì nó vẫn là thế. Vì con người tao đã tự vì chôn sau cuộc chơi mình và nó đã kể. Cách đây 3 năm thời gian khá lâu từ khi bóng tối giam cầm tao suốt 9 tháng. Lúc đó tao như con quỷ bước ra ánh sáng, tao dần mất hết tất cả kể cả tình bạn. Tao chui vào góc nhỏ chỉ có bóng tối, tao gọi chỉ là bạn. Nếu một lời hứa đưa vào trong rap tao không thực hiện thì tao chấp nhận mình không xứng đáng. Nhưng tao có thể làm tốt hơn những gì tao ghi bằng chữ như cách tao dùng. Và lực đưa tay để chỏ ngang. Tao không chắc chắn cái chữ xã hội nó có trọn vẹn như lúc vui. Nhưng lúc buồn tao lại ra lãnh đạn. Những gì cần làm tao lại bỏ cuộc. Như lúc vừa rồi mẹ tao đã hỏi, chắc mẹ đã quên trong tên trường cần phải kèm theo chữ bảo. Còn biết, với cha mẹ thì không muốn con phải dùng thân mình cài về thật cao. Nên cái vết thương lúc con bị chặn sẽ là bài học sau này răn đe đứa cháu. Hãy ước nhỏ nhoi, tại sao tự hỏi con cứ nhắc lại là sao? Vì con không muốn bản thân của mình nghe lại sẽ khiến vì tiền bỏ hết tất cả ngay cả máu. Vì khi con muốn mở miệng tâm sự với cha, hoặc là mẹ, hay một ai đó mà con quan tâm. Nhưng lúc đó con đánh mất chính mình thì làm sao con có đủ can đảm để hàn gắn. Cái mệt mỏi của con không ai hiểu rõ đâu.